Hello. Hello, chào các bạn. Cũng phải giới thiệu qua một chút vì có lẽ là nhiều anh em mà chưa biết. Hôm nay là ngày mình sẽ tuyển chọn những thành viên đi cùng với mình để tham gia cái giải đấu. Giải đấu này nói đúng ra là giải đấu phục vụ cộng đồng là chính. Tuy vậy các streamer đấu với nhau thì cũng chả ông nào muốn thua cả. Không top 1 thì cũng phải top 2. Vì cơ bản là phần thưởng của nó khá to. Và đây là một cái sự kiện mà gà rán kết hợp cùng với các streamer bọn mình cái đấy gì thế? Sao lại ra biển? Chém tí đã. Kết hợp cùng với các streamer để tạo ra những cái event kể cả trong game nữa. Nên các bạn hoàn toàn có thể bây giờ thì anh em nếu mà ở cái khung đăng nhập vào game các bạn cũng thấy là ba tin rồi, đăng ba tin từ trước đến giờ đăng ba tin rồi. Các bạn hoàn toàn có thể vote cho các streamer yêu thích này và nhận phần thưởng trong game. Đấy. Có thể các bạn sẽ nhận được gói MC chỉ định này, 1 tỷ BP này các thứ này. Đấy đấy. Tóm lại là bắt đầu từ ngày mai mùng 8 tháng 12 cho đến ngày 27 tháng 12 là khung thời gian mà cái sự kiện này nó diễn ra. Mấy tuần nhỉ? 19 ngày. 19 ngày. Đấy. Khung thời gian mà sự kiện này diễn ra thì anh em cũng thấy rồi. Đấy, có tôi này, Ninh DZ này, Vodka Quang, iRobot, Vinh Dâu, Thành Hòa, Cả Bóng Đá, Hakumen và Luận BK. Ngoài ra thì các bạn sẽ còn ngoài cái việc mà các bạn chơi trong game, in game để nhận thưởng free gọi là cái chay đấy, thì anh em còn có cơ hội để đồng hành cùng các streamer nữa. Ví dụ như ngày hôm nay là ngày mà mình sẽ tuyển chọn, mình cần hai người nữa đi cùng mình thì cũng phải chia sẻ trước với anh em là thực ra ấy, thì mình rất muốn là tổ chức những cái giải đấu nó quy mô lớn hơn dành cho các bạn xem kênh. Nhưng mà bởi vì là có một số cái đặc thù về luật thi đấu và yêu cầu phải quay phát, chính vì vậy mà mình rất là muốn là anh em nào tham gia thì chúng ta ở quanh khu vực Hà Nội thôi, gần gần thôi, đừng xa quá. Vì là cái lúc mà quay phát ấy thì nó có một số cái yêu cầu và nếu mà các bạn ở xa thì mình không thể control các bạn được. Thì hôm nay thì rồi cũng có tương đối anh em đăng ký tham gia giải rồi. Bây giờ tôi sẽ lập bảng đấu và tôi sẽ bốc thăm luôn. Mình có post bài để anh em đăng ký trên 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 group rồi. Đâu nhờ anh em nào đã đăng ký thành công và các bạn online comment phát trên kênh nhà tôi cả nhà. Chúng ta sẽ làm một cái giải 2-2 bởi vì là giải đấu lần này sẽ có những trận đấu là 1v1, 2v2 và 3v3. 1v1 thì chắc là tôi đá cho nên là mình sẽ cần một cặp đôi đá 2-2 tốt. Sau đấy thì ba người kết hợp lại thành một bộ tam. Thực ra mình cũng hơi ngại. Bởi vì là dạo này mình out meta quá nhiều. Anh em biết là tôi Đang chơi. coi, bây giờ có đang. Cho nên anh em đừng hỏi. Mình đã thông báo rất là kỹ trong group HND Community rồi. Trần Hoàng Việt, em đăng ký có được không? Em Đang thì coi lại không gì? được. Quang Du Nho đâu anh biểu tượng Pac-Man? Em thì em có thể đăng ký đi nhậu được. Giải này không dành cho em. Rất tiếc. Đây là team team Lâm Trung đây rồi. Như vậy là đã có 3 team. Còn bạn nào nữa nào? 10 đến 12 người thi đấu với nhau thế là được rồi. Vì một buổi tối ngày hôm nay chúng ta cũng không có quá nhiều anh em nào. Đấy bây giờ tôi mới thấy là ai mà sẵn sàng này tham gia là phải sẵn sàng nhớ nhá. Những cái người nào mà anh em ở quanh khu vực Hà Nội rồi. Hôm nay thì xin phép anh em là không có tuyển quá là xa được bởi vì đặc thù giải đấu nó cần phải có một chút quay chụp hình ảnh nhá. Theo sếp thì đá 2SV2 khó hay dễ hơn một với một mặt người? Đá 2v2 khó hơn. Cái biến số nó cao hơn nhưng anh cần như vậy. Em có bạn anh ơi. Ok Khánh Toàn. Chốt cho Khánh Toàn, người đã rất là nhiệt tình đăng ký nãy giờ. Khánh Toàn muốn đặt tên team như thế nào? Nhớ là anh em hãy gọi ngay người bạn của mình vào vì tôi không muốn chậm trễ một chút nào cả. Hãy gọi bạn vào ngay và sẵn sàng thi đấu. Đội hình không giới hạn và các bạn chỉ cần là 185 lương là được rồi. Bởi vì là rất có thể là bữa tới thi đấu thì
bọn mình có thể mượn account đến từ nhà phát hành được. Cho nên là cái câu chuyện là các bạn không cần phải bỏ tiền ra build team. Đơn giản thôi nha. Ngày hôm nay các bạn có team nào đá team đấy nha. Team FPT à? Không được, tên này không được. Em à, tên này không được. Riêng FPT là không xuất hiện trên kênh này. Mặc dù tôi dùng mạng FPT nhưng mà không xuất hiện FPT trên kênh này được nha. Tên khác đi. Ok, Minh Tấn ạ. Minh Tấn có team không? Vào đá luôn. Có bạn đồng hành chưa? Chúng ta có team Khánh Tạ rồi. Chốt kèo nhá, chốt kèo. VNVD được không? Anh Ninh nhá. Đấy, tuyển người đấy này, nhỏ công phết. Anh Ninh có kinh nghiệm gì không? Em có team GAV. Mặt người bạn em đang không online thôi, cổ vũ đội nhà vậy. Ok ok Thái. Anh Ngọc đá với em đi. Ngọc chưa có tay cầm em à. Vũ Đắc Huy, tí nữa bạn em mới chạy ra net được anh. Ok, team Việt vui vẻ này. Bạn tên là Đua Sen ở team Đua Sen. Triệu không gọi được anh Ngọc thì thôi nhá. Ok, mình sẽ chốt thêm một slot nữa cho bạn Khánh. Bạn Khánh Toàn. Team Nghệ An. Ok. Team này nghe có địa danh hơi gọi là nhạy cảm chút vì nó hơi xa. Anh em sẽ không đặt tên là team Hà Nội. Ok, thôi xong nhá. Mình có 15 phút dân ca và nhạc cổ truyền, vừa giới thiệu chương trình, vừa tuyển quân để thi đấu. Và mình cũng chỉ cần 5 đến 6 cặp thôi. Cho nên là xong rồi, mình nghĩ là tuyển quân này xong rồi. Đấy thì cũng khá nhanh, đúng không? Bây giờ thì mình sẽ trao đổi vị trí các team và sau đây chúng ta sẽ ra cái Black Kit. Cantona, một slot fan Sevilla 3 năm ranking anh 3. Chắc chắn là sau cái đợt này thì mình sẽ có những cái trò chơi khác cho anh em tham gia cộng đồng FIFA 24. Cũng nói luôn đấy là hai team mà xuất hiện trong ngày chung kết ngày hôm nay thì việc là team vô địch thì sẽ đi cùng với tôi tham gia giải đấu Streamer Battle. Còn bốn người mà được đá chung kết ngày hôm nay, tức là hai cặp với 2v2 thì tức là 4 người đấy, 2 x 2 bằng 4 đúng không? Thì mình sẽ gửi tặng cho các bạn phần quà lưu niệm nhỏ nhỏ. Hồi trước là nó không có ở đây, nên là mình sẽ gửi cho các bạn một mỗi người một chiếc áo FIFA Live 4 phiên bản limited đến từ nhà phát hành. Đấy. Cùng với lại là áo supporter kênh Bình Bè, tức là cái áo có mặt của tôi anh em. Đấy, cái mặt mình in ở bụng này. Thì anh em đi ra đường thì đảm bảo mặc áo đấy là sẽ như kiểu là kim bài miễn tử vậy, không bao giờ bị đánh. Yên tâm. Ok. Hai. Chúng ta đã gian đùm sau và bây giờ chúng ta đã có những cái cặp đấu. Mọi người ơi. Mọi người click vào Discord chưa? Ok ok rồi. Ma Văn chỉ bị đá thôi, mặt cười. Bây giờ nhá. Ở trong Discord thì anh em thấy rồi, tức là có ngoài cái Zoom streaming Zoom của tôi ra thì tất cả những cái Zoom mà không đặt pass còn lại anh em đều có thể join vào. Anh em mời bạn mình vào cái Zoom đấy để có thể chat voice với nhau khi mà thi đấu thì tùy các bạn. Đấy thì bây giờ thì anh em có thể báo danh team ngay trong Discord để mình nhìn cho nó dễ, bởi vì trên cho thêm đội nữa đi anh. Trên cái timeline Facebook nhìn hơi khó. Ok, chúng ta sẽ đấu nhánh thắng nhánh thua. Và như này nhá, anh em chúng ta sẽ vào thi đấu bô 1 cho từng cặp. Và trên kênh thì mình sẽ tường thuật cho các bạn theo dõi những trận đấu ở trên nhánh thắng thôi. Anh em nhìn thấy rõ rồi đúng không? Đây là nhánh thắng này, cái nhánh phía trên là nhánh thắng này. Còn nhánh thua thì chúng ta tự giác đấu với nhau và không để cho những người khác phải chờ lâu. Tức là anh em nào rơi vào nhánh thua thì ngay lập tức là vào và tự đá với nhau. Đấy, và cẩn thận thì nên chụp kết quả lại.
Còn trên kênh stream thì mình sẽ tường thuật cho anh em những trận đấu ở nhánh thắng nhé. Ok chưa? Bellybo Store, shop chính chủ và duy nhất của bình bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay bellybostore.com.